Thưa quý vị, làn sóng COVID-19 lần 2 được ví như là một cú đánh mạnh hơn, làm suy kiệt sức khỏe của rất nhiều doanh nghiệp Việt, vốn đã rất bị tổn thương kể từ sau đợt dịch đầu. Chính vì vậy, từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 9, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cuộc điều tra nhanh nhằm ghi nhận hiện trạng của các doanh nghiệp và đề xuất với chính phủ giải pháp kịp thời hỗ trợ. Cắt giảm 20% lao động cho thuê văn phòng, tìm kiếm những lĩnh vực kinh doanh khác là cách mà doanh nghiệp này đang làm để cố gắng duy trì hoạt động. Nếu như đợt dịch COVID-19 lần 1, các doanh nghiệp vẫn chưa cảm nhận rõ rệt những khó khăn từ thị trường, thì dịch COVID-19 lần 2 đã tác động rất mạnh khi lượng hợp đồng của năm giảm 2/3 so với các năm. Khi có tiền thì họ cũng cố gắng làm sao để hạn chế cái dòng tiền đi ra một cách chậm nhất có thể. Thì mình nghĩ là cái đấy thì nó là vấn đề chung của tất cả các doanh nghiệp. Và chính vì cái lý do đó cho nên là các cái dịch vụ như của bên chúng tôi, như là dịch vụ tư vấn hay là kể cả phần mềm chẳng hạn, thì nó bị ảnh hưởng rất là nặng. Còn theo đại diện doanh nghiệp này, việc dịch bệnh quay trở lại đã xóa tan hy vọng phục hồi của ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp trong ngành đã phải rời bỏ thị trường. Trong khi đánh giá cao những chính sách hỗ trợ của chính phủ sau đợt 1, nhưng doanh nghiệp cho rằng vẫn còn không ít khó khăn khi tiếp cận các chính sách này. Đã có gói hỗ trợ nhưng mà cũng phải xem là những cái thủ tục và những cái điều kiện để làm sao hỗ trợ được đúng đối tượng và cũng không bị quá những phiền hà hoặc là quá phức tạp để doanh nghiệp cũng như là người lao động bị ảnh hưởng rồi dịch bệnh có thể dễ dàng tiếp cận. Kết quả điều tra doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch COVID-19 lần 1 cho thấy 85,7% trong tổng số hơn 126.500 doanh nghiệp tham gia trả lời bị tác động bởi dịch COVID-19. Các chuyên gia cũng nhận định dịch COVID-19 lần 2 có mức tác động nặng nề hơn. Chính vì vậy, việc điều tra doanh nghiệp lần 2 tiếp tục được kỳ vọng sẽ cung cấp những số liệu kịp thời về hiện trạng doanh nghiệp trong nước. Cuộc khảo sát này sẽ mong muốn doanh nghiệp sẽ đánh giá thực trạng là các thiệt hại lớn nhất mà doanh nghiệp đã phải hứng chịu trong đợt Covid này. Yêu cầu doanh nghiệp sẽ đánh giá kết quả của các gói hỗ trợ cũng như các chính sách, giải pháp mà chính phủ đã hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu năm đến nay. Doanh nghiệp đề xuất gì, kiến nghị gì với chính phủ, sắp tới cần ban hành chính sách, chủ trương gì. Trong đợt điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra từ ngày 10 đến 20 tháng 9, điều tra viên sẽ trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử điều tra trực tuyến của cuộc điều tra. Kết quả điều tra dự kiến công bố cuối tháng 9 này sẽ góp phần thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Thưa quý vị, cuộc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lần này sẽ được triển khai bằng hình thức điều tra trực tuyến, tức web form. Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của luật doanh nghiệp, không bao gồm hợp tác xã, hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 1 tháng 1 năm 2020. Mỗi doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào trang thông tin điện tử của điều tra doanh nghiệp và tự điền thông tin vào phiếu điều tra. Các điều tra viên thuộc các đơn vị của Cục Thống kê tỉnh sẽ hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp trực tiếp thực hiện cung cấp thông tin qua web form trên trang thông tin điện tử điều tra trực tuyến của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn. Để cuộc điều tra hoàn thành theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Cục Thống kê triển khai cuộc điều tra theo đúng phương án của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, cung cấp tài khoản, mật khẩu và hướng dẫn cụ thể cách ghi thông tin cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng cung cấp thông tin, đồng thời chỉ đạo Chi cục Thống kê các thành phố, thị xã, huyện tổ chức triển khai cuộc điều tra đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trực tuyến trên trang thông tin điện tử của điều tra doanh nghiệp. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan tiến hành điều tra thống kê, đồng thời chủ động liên hệ với cơ quan thống kê để được hướng dẫn về nghĩa vụ cung cấp thông tin đối với cuộc điều tra doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để chính phủ và tỉnh đưa ra những chính sách điều hành phù hợp.